video ngày hôm nay nhá. Ngon các bạn nhé, đó là xe bãi thực chất luôn. Chiếc xe này được lắp bánh trước khá là to các bạn ạ, nên là cái gầm nó rất cao các bạn nhé. Con này được lắp máy 26, đó là một con xe công lông một khối mà lắp những máy 26.
xe của lực người ta sẽ lùi vào cái con ngõ này. Khá là nguy hiểm thì có một chiếc xe có lỗi đầu tiên. Còn nhiều lắm. Gặp lại bác tài xế công lông siêu to khổng lồ các bạn nhá. Nào nhá. Ngày này chiếc máy xúc Komatsu VC100 cần dài đang bốc cát lên chiếc xe công lông các bạn nhá. Đấy, một lát nữa thì các bạn cùng tôi đi phiêu lưu theo bác tài xế công lông này để chứng kiến những pha đổ ben vô cùng là gay cấn trong cái con ngõ nhỏ nhá.
giới thiệu với các bạn chiếc xe công lông này được lắp động cơ 26 anh nhé. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy quả lốp sau là lốp đôi, con này cầu siêu to khổng lồ. Chiếc xe này được trang bị cầu 5 tấn. Đấy, chiếc bánh trước cũng rất to nhé. Bánh trước 2 thùng luôn, 550-13. Đó là lốp trước khá là to.
thời tiết rất là đẹp các bạn nhá. Chiếc xe của chúng ta đi đã rất xa rồi. Rộng phải đến 200 mét vuông các bạn nhé.